Chào các bạn. Đây là cái cảnh mà ở quê mình nè các bạn. Vào mùa thu hoạch lúa các bạn, rất là nhộn nhịp. Đằng kia là máy cắt nè, đang cắt lúa. Ở đây thì anh em đang bắt cá. Rất là nhiều thứ bắt cá luôn. Xiệt điện có, kéo côn cũng có nữa. Quá trời nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ theo chân mấy anh xịt điện, mình quay cho các bạn xem cách bắt cá nghe các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quay sơ cái cảnh mà hàng ngày ở miền Tây cho các bạn xem các bạn. Cảnh mà hàng ngày đang vào vụ thu hoạch ở miền Tây. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây nè các bạn, người ta đang để côn nè. Đó, đó là để côn đó các bạn. Còn xa xa kia đấy ha, xa xa kia là người ta đang xịt điện đó các bạn. Bắt cá rất là nhiều luôn đó. Nhóc cái chân xa xa kia cũng có nữa đó, để côn xịt điện, nói chung là rất là nhộn nhịp luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi theo cái anh xịt điện các bạn, coi cái ảnh bắt được có nhiều cá không các bạn. Gì vậy, chà bá lửa vậy đó hả, cá chê hả? Bị chậm rồi, bỏ đi, lát nữa mình quay lại. Đây là cảnh lập lúa rồi bạn, cái cắt quá trời. Bữa nay xiệt điện cũng ít hơn một bữa các bạn, một bữa đông cho lắm, tại vì ở bữa nay có nhiều chỗ cắt các bạn, đằng kia cũng có chỗ cắt nữa các bạn. Này nè, đang cắt bên này nè, nên người ta xịt được kia. Trời, nhóc rồi nè, mấy con cá gì á. Ủa, sao bự không? Nãy qua. Cá rô mè. Cho nhiều người xịt các bạn, cái ruộng này cũng 5-6 công rồi, 4 người, mọi người cũng 2 ký mấy hết trơn, 2 ký mấy 3 ký hết trơn, cho mình cá nhiều đi. Từ. Ồ, đang rượt cá, rượt cá, đang rượt cá. Mẹ quá là bắt luôn rồi. Thôi quay lại là có hả? Đây rồi đó. Quá đã. Cảm ơn không? Đó đó. Hay. Đó, đầu tới nhà họ chứ.
chết nó ra đó nghe. Bắt không dính rồi xí là không được đó. Mò lại đi. Lắp cẩn. Dây này phải vàng nha các bạn. Để mò cho. Đây, lên tiếp chỗ này nè. Trời ơi. Đó đó. Yeah. Thu hoạch lúa ở đây vui quá các bạn nha. Lớp nào người ta cắt lúa, lớp nào bây giờ người ta đi kích điện. Quá trời luôn. Lên trên. Hấp dẫn, thú vị ha các bạn. Trời đầu lên, để ra đi. Lớp mùa này nào nó dành ghế. Ôi quá lắm. Chắc lắm. Yeah. Bắt lên cho các bạn coi nha. Ừ. Tự chẳng luôn. Được rồi, coi nè. Xịt thủ nghe các bạn. Quá trời luôn các bạn. Xịt không. Đây nè. Dân ở đây là bắt cá bằng xịt các bạn. Đi đâu quạch lúa. Mỗi người giờ cũng được 3-4 kg hết trơn rồi đó các bạn. Mình cũng được 3 kg ngoài 4 kg luôn rồi đó. Lắp không à? Đâu quay cái quá trời. Cục nào nấy cốm cốm rồi sao mình nhỏ rồi sự quá trời. Miếng trên đây thì nó cá gô nữa nha. Ô gô. Chè, chè nhỏ hả? Đã quá. Chèm ghế rồi. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Quá trời cá luôn rồi. Đây là thấy rồi, biết rồi. Chỗ này. Cá gô các bạn ơi. Chết nó cho đó rồi đó. Lương. Ui. Ui.
chạy ra chân em hay vậy? Con lươn nãy đây nè, lươn nãy đó, bắt đi. Nè, bỏ vô đi. Chết rồi. Chết rồi hả? Xa. Cái xe nó chạy. Rồi lấy cái xuồng về đi thôi. Đây là cái bị thứ nhất. Nay không vậy nè. Mờ bén nè. Lươn này là không thôi sảy rồi. Nó sảy rồi đó. Cái xiệt tới 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 hơi dính đó. Đó, nửa thao luôn các bạn ơi, quá chừng cá chê này. Chê này quá trời cá chê. Chê lai rồi. Cái cá lóc bự. Đúng luôn. Nửa thao. Chủ yếu là cá lóc, cá chê. Này cứ 6 kg á. Ở đó ha. 6-7 kg á. Ngồi bán dần ghế luôn. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha các bạn.